Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình lại ghé nông cơ Hùng Phước để xem có cái hàng gì mới về hoặc là hàng tồn kho dư động vậy không ha. Thì nghe nói Hùng Phước thì nói là anh ơi quay cho em đi để em bán sổ rẻ để nhập hàng mới. Thì nói báo giá không, nói thôi mình bán sổ bán rẻ mà báo giá anh chị anh. Thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì hãy gọi vào số điện thoại 0938 432 859 nha các bạn nha, 0938 432 859. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay tổng thể các cái máy còn lại mà Phước nói là sẽ trong đó có những chiếc sẽ sổ rẻ để nhập hàng mới ha. Thì mình nghĩ mấy sổ rẻ thì rất nhiều ha. Nhưng mà thôi, cái đó là mình không biết, ông chủ chỉ có nói vậy thôi rồi ông đi rồi. Ở đây thì mình thấy có chiếc 330, chiếc này thì mình nghĩ là sổ rẻ đây. 330. Con này tuy là nó S30 nhưng mà nó là cái dòng đời này nó chỉ có 25 mã lực thôi nha các bạn nha. Nó có dán số 25. 25 đây ha, 25 mã lực thôi. Thì con này về vỏ lốp thì còn rất là ok ha. Ngoại hình đồ cũng nước sơn đồ còn rất ok ha, nước sơn zin. Con này thì mới chạy được có đâu dữ vậy, 1067 giờ rồi. Tiếp theo nữa thì là một con Sibaura D338. Con này thì 33 mã lực. Vỏ lốp rồi mình thấy cũng đẹp, nước sơn thì mình thấy zin ha. Cái mâm này chắc sơn lại là chắc cú luôn, mà vỏ lốp thì đẹp nè. Thì con này mới chạy được có 1038 giờ thôi. Rồi. Tiếp theo nữa thì con D43F. Nước sơn mâm miết đồ zin hết ha. Turbo 43 mã lực các bạn nha. 43 mã lực mà nhỏ gọn tại vì nó có turbo. Cái con này là 1533 giờ chạy. Rồi, vỏ lốp còn rất đẹp ha. Và đây là một con X45 ha, F. Con này thì vỏ lốp đồ cũng còn rất đẹp, nước sơn đồ zin hết ha. Mọi thứ đời này thì nó ấy, nó mạnh lắm. Nó chất lượng 2874 giờ. Rất là đẹp luôn. Rất là ô thì kim tê luôn. Rồi giờ mình vòng qua đây cái đã. Con này sổ rẻ nè. Như bữa nay bằng mấy 40 triệu gì nè. L2201. Đây Kubota L2201 ha. Còn rất đẹp, 1235 giờ. Một con Kubota L2202. Rồi, tiếp theo là một con này cũng quá đẹp nè các bạn, một cầu này. Con này giá bằng với con này. Hai con to nhỏ vậy mà giá bằng nhau hơn luôn á. Như 40 ba mấy 40 triệu gì đó quên. 40 bốn mấy vậy. Vậy. Như tầm có 40. Rồi, một con này quá đẹp xuất sắc. Con Sibaura D34F Turbo nhưng mà loại sắt lớn nha. Lớn, con này mình lớn nè. Rất là đẹp, nước sơn zin được hết ha. Rồi 1674 giờ. Rất là đẹp luôn. Rồi ở đây có một con Zangma 2500, con này có mấy chục nè. 2500 con này thì đẹp xuất sắc rồi, không có chỗ nào chê đâu các bạn. 3TR là 3 máy ha, 25 mã lực. Con này cũng 3TL luôn, con 3000 cũng 3 máy luôn, đẹp xuất sắc luôn. Rồi một cầu ha, hai con này cầu giá vài chục thôi. Rồi tiếp đến là một con ZL2601 Kubota cũng một cầu luôn. Con này trong mền hơi bị lâu ạ. Cái này chắc cũng sổ rẻ luôn ạ.
À, cái con này mới vừa về đang chùi rửa, đang ráp vô nè, ráp áo ráp đồ vô nè, chùi rửa nè. Rồi ZL26 đó, chùi rửa sạch sẽ vậy đó. Giờ quá mà bên Nhật cái xe, mấy chiếc xe nó chạy nó không có rửa để miết cái. Rồi tiếp là một con 2350 hai cầu, con này sổ rẻ các bạn nha. Con này nè, Mitsubishi nè, đây cũng một con sổ rẻ nè, Mitsubishi D4000 nè. D4000 rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là con D28F ha, hai cầu. Rồi tiếp theo là một con 2243 hai cầu. Rồi tiếp theo là một con 2510 một cầu, con này sổ nha, rất là đẹp, TS2510. Đây con này cũng sổ rẻ nè, Mitsubishi 2350. Rồi một chiếc máy cày Shibora 2200 từ không, sổ rẻ nha. Rồi đây, thằng rẻ đây nhưng mà đẹp lắm các bạn, ngon lắm. Thằng nằm trung mền đây, MT25 đời mới ha, Mitsubishi hai cầu tay lái trợ lực. Rồi Mitsubishi Isuzu 270 dòng này thì phải nói rất là ngon, con này còn rất đẹp luôn. 270 Isuzu đời cao ha, một con Mitsubishi MT26 đời cao nha, đời mới nha, hàng sổ rẻ nha. Một con D23F hai cầu. Hai cầu rất là đẹp. Rồi một con Subaru 2603 một cầu. Đây, giá rẻ đây. Em nào có nhu cầu thì đớp hàng. Còn đây là một con xúc lật, cũng số rẻ luôn nha, vài chục. À, con gầu xúc Mitsubishi 26 mã lực ha. 26 mã lực. Rin từ A đến Z ha, sơn đồ rin hết. Rồi một con D265F hai cầu, rất là đẹp luôn. Một con Mitsubishi SD3000 OA này các bạn, một cầu này, bốn máy này. Ba ngàn OA. Rồi con Mitsubishi R3500G. Đây 35 mã lực, 35 PS các bạn thấy không? Đấy. Và một con Shibora 2006 một cầu, số rẻ, 2603 26 mã lực ha, một cầu ha, số rẻ đó các bạn. Cứ thế mà lụm đi. Rồi bên này còn mấy con nữa mình quay luôn. Ở đây có bán vàng sới nữa nha, bạn muốn mua vàng sới nào cứ việc alo, đủ loại từ một từ 8 tấc đến 2 mét mấy, 3 mét, 3 mét mấy luôn, 4 mét, có cả gầu xúc nữa nha các bạn nha. Em nào cần gầu xúc thì có gầu xúc ha, có xúc lật nè, xúc răng nữa kìa, có xúc răng nữa kìa đó, gầu xúc rồi luôn ha. À, đây có một con SD3000 OA. Và một con SD2643.
Còn Shibaura SD3040AT. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Đó, các bạn thấy không? Động cơ đàng hoàng nhé, có gạo xúc đường nghiêm chỉnh ha. Đây, động cơ, cửa hàng động cơ Hùng Phước, hân hạnh được phục vụ quý khách. À, đây gạo xúc nè, gạo xúc rồi có nè, xúc răng này, răng cái răng này đã chưa, cái răng này về làm đục làm độ đã ha. Gạo xúc quá trời luôn, mấy bộ luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bộ. Rồi dàn sới thì mênh mông luôn, gạo xúc lật luôn, mênh mông luôn. Em nào nếu cần gì thì cứ alo trong tủ ha. Rồi, nếu có nhu cầu thì gọi 0938 432 859. Tân hạnh phục vụ quý khách.